Món đầu tiên mà bà chủ hàng tiện lợi giới thiệu cho mình đó chính là tteokbokki siêu to khổng lồ. Món này thì làm chín hơi lâu nha. Nhìn trong clip thấy nó nhỏ bé thế thôi, chứ ở ngoài là nó to ngang cái hot dog đây. Sau khi được nấu 7-7-5 phút rưỡi thì cuối cùng nó cũng đã chín rồi. Phần bánh gạo thì nó to thế thôi, chứ ăn rất là mềm. Phần nước sốt thì sánh đặc, nhìn cái màu thôi là đúng chuẩn màu của nước sốt bánh gạo cay rồi. Bánh gạo cay loại này thì mình thấy vị của nó hơi thiên ngọt. Hoặc có thể là do mình vừa ăn chân gà cay quá nên đến bây giờ không thấy nó cay tí nào cả. Tóm lại là cái phần bánh gạo không bị cứng nên là món này đã quá đủ thuyết phục rồi. Cả một cái hộp to bự chỉ có đúng 3 miếng tteokbokki thôi, nhưng ta nói là ăn no nha, ăn mãi không hết. Giờ thì đến lọ nước mà mình tưởng nó được trộn giữa bia với coca, nhưng mà uống xong thì mình vẫn không biết là nó được làm ra từ cái gì. Vẫn là nước uống có ga nhưng mà vị của nó kỳ lắm, hơi giống mùi thuốc bắc. Nói chung là mình không hợp cái này.